xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài Sáu Sáu nha. Thì hiện tại em đang đứng ở khu mộ gia tộc trong nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương. Thì em đi chung với chị Thanh Loan với lại anh Ngọc, anh Thanh Hồng và anh Phương áo vàng đó. Đó. Nhan anh kia anh. Đó, bây giờ đang đi vào mộ của cái vụ thảm sát 6 người của chú anh chị, trong đó thì có mộ chị Ánh Linh và mộ gia đình. Thì vào đây thứ nhất là thắp hương, thứ hai là cùng với lại chị Loan muốn là gửi những lời chào đào đến đây cho chị Ánh Linh với lại gia đình. Thì mong là gia đình quan hỷ. Sao tự nhiên em nói ra gà ta. Em mời cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để em chia sẻ cả nhà. Thì trước khi mà bước vào ngôi mộ thì em dạ cho em xin phép cô chú anh chị và các bạn, các cô các chú, những người khuất mặt ở trong cái ngôi mộ khu mộ gia tộc này quan hỷ, được cho phép ghi hình cũng như là thắp hương mời trà đào cho tất cả các hương linh ở đây. Nói cô chú anh chị ơi, thì trước tiên thì ở đây là có một bé tên là Dư Minh Vĩ nè, sinh 2001. Thì mình phải thắp hương cô chú anh chị, hay là trước tiên mình đi vô trong mình thắp hương nha. Thắp hương vòng vòng lên trước đi ha, rồi sau đó mình đi vô bên trong. Ở kia thì chị Thanh Loan thì đang làm trà đào. Ở đây là mộ của Ánh Linh. Ánh Linh thì coi như là nhỏ tuổi hơn Tài, thì coi như là của em ha. Em Ánh Linh thì Tài có một cái nguyện ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, cùng tất cả các cô chú anh chị ở đến đây là có chị Loan, anh Phương, anh Hồng cũng như là anh Ngọc cùng các anh em ở trong yêu thương, là người fan hâm mộ của cậu Năm Vũ Linh, được biết mộ của em Ánh Linh ở đây nên đến đây viếng và thắp cho một nén hương. Nguyện chư Phật chư Bồ Tát mười phương, chư Phật mười phương phù hộ cho Lê Thị Ánh Linh sinh năm 1993, quê quán ở Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một ở Bình Dương, từ trăng ngày 7 tháng 7 năm 2015 nhằm ngày 22 tháng 5 năm Ất Mùi, hưởng dương là 23 tuổi, sớm được vãng sanh về với Đức Phật A Di Đà về miền Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Em thì cũng hoan hỷ vui vẻ để về với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Bên đây thì có mộ của em Lê Quốc Anh, cô chú anh chị cũng hồi hướng cho em ha. Nguyện cho em được hồi hướng, được vãng sanh về Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ bên đây nha cả nhà. Chị Loan thì đang đi mời trà đào cho tất cả cô chú anh chị. Đây thì mộ của hai bác cái gì nè. Hai mẹ. Mẹ của và ba của mẹ và ba của Ánh Linh hả anh? Đúng rồi. Quỳnh Văn Lý. Chị em thắp hương. Dạ con cũng mong rằng chư Phật chư Bồ Tát phù hộ độ trì cho hai bác sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bên đây thì có mộ của bác Thơm gì đây nè cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Bên này của bà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
sau khi mà mới bước vào cô chú anh chị thì mình thấy cảm giác là thấy lạnh lạnh, nhưng mà khi mà đi vào rồi á thì cảm giác nó ấm cúng hơn. Đây bên đây thì có mộ của một bà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây là mộ, khu mộ gia tộc, là được gọi là khu mộ gia tộc như là Lê Nguyễn cả nhà. Lê Nguyễn, khu mộ gia tộc Lê Nguyễn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con đến đây là khu mộ gia tộc Lê Nguyễn. Thì được biết trong đây là ngôi mộ của, trong đây có của em Ánh Linh và dòng họ của em ở trong đây. Thì hôm nay em đến đây để thứ nhất là viếng mộ, thứ hai là cũng có những ly trà đào là của chị Thanh Loan ở từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây viếng, mời tất cả các hương linh ở trong khu mộ gia tộc Lê Nguyễn về uống trà đào và mong cầu hồi hướng cho tất cả các cô chú anh chị cũng như là các em trong ngôi mộ gia tộc này được sớm được người vãng sanh với Đức Phật A Di Đà. Nguyện cho tất cả được vãng sanh, được siêu thoát và được tinh tấn, và ở một cái kiếp nào đó, ở một nơi nào đó thì luôn gặp được Phật pháp, tu tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì em cũng rất là mong cho cô chú anh chị cũng như là các em ở trong đây sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Nếu có cái gì mà lỗi lầm của xưa hoặc là có những gì mà không vui thì hoan hỷ, vui lòng hoan hỷ bỏ qua để cho được vui vẻ và vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị, đây là khu mộ gia tộc Lê Nguyễn, trong đây thì có em Ánh Linh ở trong đây. Thì sau khi mà được chị Loan dắt đi, ban đầu em cũng rất là sợ, nhưng mà khi vô đây thì em thấy có anh chị em cũng bình thường lại rồi. Nói chung là bây giờ đang nóng đó, đang rất là nóng. Wow, có bướm bay.
đây cô chú anh chị, đây là mộ của em Ánh Linh này cả nhà. Thì thật sự mà nói, nếu cô chú anh chị nào có đọc báo qua thì có lẽ là cũng đã biết về cái sự việc đó. Thì khi mà đến đây biết được sự việc đó thì em đến đây là lần này là lần thứ hai rồi cô chú anh chị, lần này là lần thứ hai rồi. Thì đến đây cùng với mọi người để thắp hương và nguyện cầu cho em được vãng sanh, được siêu thoát. Hy vọng là có đất trời, chư Phật Bồ Tát, mười phương chư Phật phù hộ độ trì cho em sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em thì mộ của em ấy thì được đặt trong khuôn viên này. Ở phía trên thì cả nhà thấy có một cái máy vòm, được trồng một cái loại cây dây leo bò ngang mộ để làm cái bóng mát. Phía trên đó thì cũng có những chậu lan. Đó, bên đây thì mộ của ba mẹ. Đó, mộ ba mẹ cũng có một loại dây leo bò ngang cũng tạo bóng mát cho ngôi mộ. Thì trong đây thì tổng cộng có là 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngôi mộ cả nhà. 10 ngôi mộ. Chỗ này thì cũng có tiểu cảnh nữa nè. À, ở đây có Quan Thế Âm Bồ Tát đó nè cả nhà. Một mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát mà pho tượng nhỏ ở phía trên. Đây thì chị Loan đang đến đây cũng thắp hương cho cô chú anh chị. Nguyện cầu cho mọi người được giảng sanh, được siêu thoát của chú anh chị. Đó rồi, đây là hai vợ chồng nè. Xong cũng có cái, em nói da gà vậy nè. Ánh Linh. Hai đứa con của Ánh Linh. Dạ. Đây là Ánh Linh. Bên đây là hai người cháu. Họ Dư đó chị, cháu. Tất cả đều là từ trần đúng một ngày, ngày 7 tháng 7 là 6 người cùng một lúc. Thiệt kỳ. Có một người mà sao mà giết tới nhiều dữ người ta. Dạ. Thôi thì Ánh Linh. Cái bé này là mới tân nghiệp nhất là đúng không mà chị? Dạ. Quan hỷ mình đi mình về tu tập với Đức Phật A Di Đà Ánh Linh à. Chuyện gì nó cũng đã xảy ra rồi thì mình cứ buông bỏ, đừng chấp. Bây giờ thì mình nên gặp được Phật Pháp mình để tu tập. Nói chung là mình, nếu mà tại vì mình không trong hoàn cảnh đó, nếu mình trong hoàn cảnh đó thì mình cũng buồn. Nhưng mà thôi thì chuyện nó đã xảy ra rồi. Thương em. Sinh năm 2000 nè. 2000 đây, 2023, 23 tuổi. Cái này nhỏ hơn bên đây có 2 tuổi nha. Đó. Nhỏ hơn có 1 tuổi nha. Đâu? Đây 201 mà chị. 201 đây. Nhỏ có tuổi thôi mà nhìn lúc đó nhí cái xíu. Hai đứa này bằng tuổi là nhỏ. Không, đứa này lớn tuổi hơn. Đây sinh năm 96. Đây là hai bé này là cháu. Hai đứa cháu. Hai cháu qua chơi á. Ừ. Dạ. Chứ không phải ở đó qua chơi thôi. Ừ. Bên đây là hai đứa con. Còn bên kia là ba mẹ. Còn phía mấy mộ bên kia chắc ông bà quá. Ông bà lớn ở chôn trước hả? Mắt trước. Bên trong này mình đẩy cửa là đi ta, có đẩy cửa là không? Đóng cửa. Dạ. Nào mình đi mình đẩy. Chừng nào mình đi mình gãy gãy cửa luôn đi. Ở trong nó cũng thoáng. Anh Ngọc giấy à, muốn đóng cửa anh Ngọc thôi. Ông cho mình đi tới đâu mà xin cái đó là xin sẻ. Thôi mình đi về đi. Đi. Rồi, có lẽ là em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha cả nhà.
yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Và trong cái video này em cũng mong muốn là cô chú anh chị yêu thương mấy em trong đây cũng như là anh Linh thì hãy nguyện cầu cho em ấy sớm được vãng sanh, được siêu thoát, buông bỏ, buông xả, buông bỏ để được về bên cạnh với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.